công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mỹ cần tuyển gấp nhân viên lái xe nâng. Mô tả công việc lái xe nâng cho công ty. Yêu cầu công việc, giới tính nam hoặc nữ, có chứng chỉ vận hành xe nâng, có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lái xe nâng, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc. Quyền lợi được hưởng, mức thu nhập thỏa thuận tương xứng với năng lực đóng góp, tối thiểu là 6 triệu đồng mỗi tháng, được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc. Chế độ nghỉ phép hàng năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty, các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác theo quy định của công ty. Yêu cầu hồ sơ bao gồm một bộ hồ sơ xin việc đầy đủ, gồm có đơn xin việc, giấy yêu lý lịch, dán ảnh có xác nhận của địa phương, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh photo công chứng, giấy khám sức khỏe bản A3 thời hạn không quá 6 tháng, photo công chứng các văn bằng chứng chỉ có liên quan, 4 ảnh 34, 4 ảnh 46. Mọi thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mỹ, địa chỉ thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên hệ 0211-3844-057, phòng hành chính nhân sự. Vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ. Xin chân thành cảm ơn.